Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Lần trước thì hai đứa cũng có tình cảm thân thiết hơn. Hôm nay chọn đồ đôi để mặc. Anh bách hòa đồng lắm. Yêu thương nhau mà. Muốn lấy được vợ thì phải tin vào phụ nữ, em hiểu không? Chứ còn em cứ tin cái ông bên cạnh kia em đòi lấy vợ làm sao mà được. Cái này cho chị nè, sẽ được ở bên cạnh anh Tùng suốt 24/24. Sống hợp pháp gia đình ảnh. Cách nào? Đó chính là làm người ở. Nghe anh hát từ nhỏ tới bây giờ, vậy cái bài nào mà ấn tượng Linh nhất đâu, nói nghe coi thử. Nói được tôi xỉu liền. Wow. Sau khi mà nghe anh Khắc Việt chia sẻ thì em cảm thấy rất là hối hận khi nãy đem đàn cho anh. Đón xem nhạc hội song ca phát sóng lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.